lên cái đấy còn hợp, mấy con khác Với cả lên nó như con bìu. Luna lên mạnh. Luna lên mạnh ạ. Luna lên cũng ok. Hoặc là mấy con rất là nhanh nhá. Không cần bắt vào đấy, đánh gấu vậy nó đi bộ này. Ngủ rồi luôn. Cút. Đi lên cả đường. Ừ, đồng nha, đồng nha. Bốn thằng á, bốn thằng á. Bỏ đây, bỏ đây, bỏ đây. Mày điên đi. Thôi, thằng này chết rồi. Tiếp mình này, tiếp mình này. Có tân đâu, tân đâu. Nó tân. Ui, sống đấy. Không nhìn vị trí chứ, không nhìn mini map à? Tưởng một thằng luôn. Đấy. Tôi cố trước để ông ấy, ông phải nhìn mini map nhé. Đâu đi phù. Level 5. Con to mà đây. Mười ba phút ăn còn mẹ trụ hai. Tao còn đang chờ. Cười vậy. Nó bay kìa, nó bay kìa. What the fuck? What the fuck just happened? What was that hook? Để các bạn tập slow nó lại vừa khít thằng kia hook luôn. Thằng hook. Thằng hook điêu rồi. Thứ bên sau vẫn đầy chuyện nhau. Không có gấu thì là lúc nào cũng tách được objective. Ô, thanh niên này đi lạc này. Đây nằm rồi. Thằng này phải chết. Tìm có gấu ấy, có rồng đẩy gãi lìn. Đó. Kéo về Sophia thì vậy. Ô.
calculated. Kéo về. Khó chịu chưa? Meta này dispersion mạnh. Thằng nào cũng lên dispersion. Ok, ok, đi lại cái đi lại. Đốt rồi, đốt rồi. Rồi, khen họ đấy. Tuy mình đéo có một cái quả synergy gì với nhau. Tranh run với ta. Ôi bốn tầng. Tao TP nè, tao TP nè. Tao chờ vẫy rồi. May mà có. Ôi may quả đấy là vừa có cái biến hình vừa kịp ý. Stick với cả Lotus của mẹ. Sao có mình rồi? Anh giấu ấy. Mày sai lầm rồi con chó. Đi đâu lắm. Kéo cái tao bấm luôn đầu tiên. Team mình toàn kiểu biến hình ấy. Tắt nực luôn. Mình biến hình, tao biến hình mẹ. Team toàn mấy con hero dĩ dạ. Đi lên top với nhau lên, lên top với nhau lên. Thế con mẹ mày chưa? Mẹ này, nào. Vào luôn, đang phải. Hãy thử quá, con chó này. Chó này đây. Ui dồi. Thằng kia lướt quá chết con mẹ luôn. Lướt xong làm gì? Đó, đi mid nó bị thọc mà. Nếu là không đi được nhau luôn. Không đi được nhau con mẹ luôn. Quả anh Kiến ăn quả Mika sống khỏe. Soulfresh nó có cái shield ấy. Quan trọng nó có shield mạnh. Book cả attack speed nữa mà. Đúng rồi, nhưng mà có cái shield, quan trọng nhất cái shield ấy. Ờ, chết tao này, chết tao này. Ờ, thằng này láo nhở. Khổng lắm. Đã mít này. Có con Jagero ở đâu đây nhỉ? Đây nó. Có chờ nữa này. Đây, nó đây. Có thanh kỳ. Chồng nó có lũ bịch không? Có chờ ở đâu đây nhỉ? Đây, bạn ơi. Trên này có quạt. Tôi cầm này. Chả đâu, đi vậy. Boy còn bị tao cancel TP. Nó ra tao gõ cả nó luôn chứ đi. Ai boy này, boy trên này. Bằng chó này. Boy trên engine này. Nó bỏ đi, bỏ đi. Bỏ boy đi. Rồi, bắt chờ rồi này. Bỏ đi. Ba đây, rút đi. Đồng mà. Để nam farm đi, nam farm tốt. Chú smoke. Để smoke đi. Chắc hay sao ấy? Đánh luôn, tao ra rồi. Đào quá. Không đẹp, vào đây hộ cả. Vẫy tay luôn này. Tao có mẹ Radiant nó sao đánh kiểu gì? Mẹ mày đi đâu? Chết đi. Có Radiant cái là bọn nó không đánh đâu. Úp lên. Đây.
Ok. Bố lại trả vào nhà, bố giết con mẹ mày luôn. Why you cry? Bố sợ mày quá. 17 phút đã chúc 4. Ôi địch của mẹ, thôi xong rồi, thôi xong rồi. Classic vậy hơn địch rồi. Thằng này nghe sẽ chết này, bảo nó sống lại. Thôi, đéo chơi đâu. Kệ mẹ làm đi. Toàn làm cái trò đấy. Thì không mẹ. Em vui quá, thôi, bỏ Nam, bỏ thế, Nam. Thằng Nam chuyên gia có những cái trò như đấy. Tiếp. Dấu hiệu của ảo tưởng sức mạnh. Mystic is a path to wisdom. Đi lên này, tiếp này. Này, sai bạn ơi. Mẹ chồng khó chịu à? Cơm bơ ngang qua, cơm bơ ngang qua thì công nhận tưởng mình thúng. Đi rồi. Đợi tao Nam ơi. Này, có sai này anh em ơi. Go. Anh em combo đúng kiểu chuẩn luôn. Lộn mình tôi thôi. Bỏ đây. Ôi nó có vision. Bỏ đi mày. Mắt rồi. Bỏ đi mày. Yeah. Phút sát đây, phút sát đây. Vậy là vui. Vào hết lòng rồi, vào hết lòng rồi. Đâu vậy? Đây. Đi đâu? Đúng rồi, cho con bóng đi đấy. Đây. Đó, chắc Baron bài bách nha Nam ơi. Baron bài bách. Nam ơi, thế là tôi. Stun rồi, Manta là được. Stun rồi, Manta. Lại gấp chào đi ăn nhập cùng nhau vẫn thắng. Chim khó chịu đấy. Còn gì không? Ờ, 4 giây nữa tôi còn một con săn. 11 giây nữa thì mới có. Anh em lấy đồ dùng như kiểu. Mày em luôn nhảy đỏ vãi luôn. Còn đấy con nó không nhảy cũng chết mà. Target locked. Cái to còn nào? Tự dưng tao được cả tao thành ra. Thì nó đứng ở trong cái acid của mày rồi tao chạy và tao stun là chết con mẹ luôn.
Lờ mao vãi luôn, 4 thằng đuổi tao. Phóc còn lợn nhá, lúc này vừa rồi 4 thằng đuổi tao. Chạm mi này, chạm mi, TP, tao vào trụ này. Tiếp luôn. Không, anh không có sân. Rồi, hết. What the fuck, man? Bộ về đi. Đi, không phải ký à? Chứ sao phải giết thằng tao chết, đấm tôi. À, lên đánh top đi, đánh top đi. Bỏ đi. Ồ, đã hình chưa? Có rồi. Tôi level 8. Ôi, là block grip này không. Chết con mẹ mày chưa? Stun cả hai luôn. Vì Ilu boss này mày. Đánh mê, đánh mê, tao móc tao lên này. Mày trâu thế. Nó trâu mà. Thì mình ít khi lên cái đấy. Smoke rồi, smoke không? Ở đấy, đập nhanh. Đây. Ra. Con kìa, đánh nhau. Bóng đầu mày, bóng đầu mày. Không, không có lưu này. Phải đạp đi. Ui. À, đánh Luna này, đánh Luna này. Tao móc cho Luna này. Đây. Đi không thì có vẻ bởi vì quá rõ ràng núp vãi. Tôi được chung với ông quả là tôi vẫn thấy ông đang có cái tàng hình mà thôi núp mày vé nhìn thấy nó tách Ilu ra bị lú luôn đấy, để con nào còn thật. Nice.
Mấy thằng ôi, mấy thằng ôi co là à, tao bật 3 lên, tao stun hết con mẹ nó 3 thằng luôn. Con sentry ở sau trụ rồi, fuck. Cái này có vào rồi. Anh làm biết này, anh làm biết này, anh làm biết này. Em vào blink với chồng. Anh nhìn thấy bọn em gần tới, anh cũng đánh. Đuổi đây, đuổi đây, đuổi đây. Đừng cho nó chạy. À. Ra ra ra. Này, rất vui mà soi trong cây kìa. Bùm. Thôi kìa. Thì có mẹ đang đẩy thủ TP. Đám to. Đi có mẹ mình chúng bố chạy nhanh ấy nhở. Surprise motherfucker. Chết Puck này. Puck 30 giây rồi. Bùm chết. Carry. Tiếp nào. Tôi đang tới, tôi đang tới, bình tĩnh hơn. Luna bye bye. Đừng, đừng dive quá, đừng dive quá, đừng dive quá. Tiếp Luna, tiếp Luna, tiếp Luna. Rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Tiếp, 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 tiếp. Tí hẹo. Vào này, vào này. Oh mẹ. Ui ôi con, ui ôi địt mẹ tay chậm này. Lại còn bỏ cái này ra. Tôi bấm nhầm. Kéo nhầm. Mẹ có cái đơn này. Đi em ơi. Hai bài bác. Đây, chặn nó đây, chặn nó đây. Nếu các bạn thích video này, hãy cho mình một like, một follow và để lại comment ở phía dưới nhé.